có thể quay đâu. Nhẹ thôi con. Chú làm em luôn quá. Đây là DJI Pocket 2 bản trắng hồng nha. Nó có cái túi gì để bỏ cho không bị chống sốc hay gì không? Này, nó có cái này này. Để mình bỏ vô trong, mình bỏ túi cho nó hơi bị cứng đấy nè. Wow, quá đẹp. Nhặt nhỏ nhặt mấy. Trong mình bán quyền. Chị hỏi là nó có cái bao hay cái gì giống như cái iPod mình có cái bao để cho nó không bị sốc à? Dạ không, không có cái đó vậy. Bỏ vô trong cái này được rồi, em đi chơi em toàn bỏ vô trong cái này thôi rồi. Thật ra em đi chơi em cầm nhiều đồ lắm, gimbal điện thoại rồi GoPro rồi cái này luôn. Nhưng mà chỉ có mua cái gimbal đó cầm. Dạ đúng rồi, đúng rồi, tại vì nó chống rung á. Xong rồi nguyên buổi đi chơi em quay đúng cái con này thôi à. Cái con này cũng có chống rung. Dạ đúng rồi. Cái dây đeo đẹp quá không? Cái này nữ tính thiệt. Mấy cái bản chứa nó màu đen nó xấu lắm vậy. Thiệt mấy cái bản chứa màu đen dây nó xấu. Vậy hả? Cái dây này đẹp. Dây này nữ cầm đẹp. Thấy không? Càng chị... cái vỏ này nè chị. Càng nữ tính đã chị khui nữ tính hơn không? Cao su đó. Nhẹ nhàng luôn á. Thấy cái vỏ cao su đó là mình cầm cái vỏ là được rồi. Wow. Đẹp ha, màu đẹp. Phải cứ rút thẳng thôi vậy. Đây. Rút thẳng nguyên cái đó ra luôn. Đúng rồi, chính xác. Đó. Đó. Rồi bây giờ mình dùng iPhone thì mình sẽ trong lúc mình khui luôn cái đó. Xong mình cầm nhớ. Rồi còn mình còn dắt iPhone mình sẽ cắm vô trong cái này. Đây ở đây mình sẽ có mấy cái dắt đây. Cái này là dắt chỉnh joystick. Cái này là gì? Cái nắp đậy cái cháu đó là ở chị. Trường hợp mà mình dùng cái khác á, mình gửi đó ra, mình lắp cái này vô. Ví dụ dùng cái khác là dùng cái gì? Ví dụ như cái này là cái điều chỉnh hướng lên xuống qua lại hoặc là mình zoom. Thì mình sẽ lắp cái này vô. Rồi còn trường hợp mình xài ví dụ điện thoại iPhone đi. iPhone thì mình cắm này vô. Ôi trời, mấy cái phụ kiện này phải đó. Có cái bao bỏ vô nha. Đúng rồi, mình rồi chị rút ra chị thay cái iPhone luôn. Tí nữa mình xịt dùng cái này. Rồi chị để vô. Trời, nhỏ tuổi hơn em. Rồi mình để sát cái đó phía dưới nha, đẩy vô. Đúng rồi, chính xác. Đẩy cái cạnh hai bên, đúng rồi. Để sát vô. Đó đúng rồi, rồi ok mình gỡ cái phần nữa trên này rồi. Trong này nó không còn gì nữa không? Ủa chưa? Này, cái này có dắt thêm một cái dắt tai xi nữa nha. Rồi ok, bây giờ mình tải app về. Rồi mình lấy nó, mình lên CH Play. Mấy cái phụ kiện này chắc phải có một cái này á, là nó sẽ có chức năng là một á là mình cắm cái dắt mic rời vô, thường là sau này mình có cái mic wireless hay mic rời gì đó thì mình sẽ cắm vô trong cái này và mình sử dụng. Hai á là nó sẽ có chức năng là phát wifi qua điện thoại, nhiều khi mình không có tiện mà cắm cái điện thoại trực tiếp vô trong cái này thì mình có thể mình gắn lắp cái này vô rồi mình phát wifi qua điện thoại để mình có thể mình xem hình từ xa được trong khoảng cách vài mét thôi nha. Cái màn hình nó là cái này. Dạ đúng rồi. Cái này cắm vào đây hả? Dạ đúng rồi, chứ nó đẹp.
sau khi mà tải xong app rồi á thì mình sẽ đăng nhập vô. Rồi đã nhập xong rồi mình cấm cái này vô này, mình mở nguồn cái này lên nha, cấm giữ đây cái nút ở bên hông này, trong vòng 3 giây thì nó sẽ mở nguồn lên. Rồi lần đầu tiên thì mình phải active lên, cho nên mình sẽ cấm vô trong cái này. Đó, thì cấm vô thì nó sẽ hiện lên cái phần những cái điều khoản này, mình nói ok. Next. Rồi mình dùng cái account này để luôn, để mình active lên luôn ha. Cái này nó chỉ mình cách bấm thẻ này, rồi mở nguồn này, rồi bấm cái nút này, đó nó giới thiệu từng nút ha. Này, thay đổi này. Rồi thay đổi này, ok, micro này. Ok, mình lộn này rồi nha. Đó. Thì bây giờ nếu mà mình muốn chuyển camera ở phía trước á thì mình sẽ bấm cái nút này 3 lần. Đó. Rồi ok. Đó. Mình quay thì mình nhìn cái màn hình bên này. Còn bây giờ mình xong cái app xong mình không có nhìn được cái điện thoại nữa. Thì mình có thể mình rút cái này ra mình dùng trực tiếp ở trên này được luôn. Ha. Rồi mình không thích xài cái đây nữa, mình rút ra luôn. Đó. Thì nó sẽ chuyển cái này về bình thường. Và nếu mà xài mình xài trực tiếp á thì thường mình sẽ lắp cái vòng này vô, đúng rồi, chính xác. Rồi khi mình rút cái này có cái gì mình đẩy cái ở bên này ra nha, đừng nắm cái này giật ra nha. Rồi cái này mình để ở đây đó. Rồi ok, rồi cái này á bây giờ mình đang là quay 1080p frame thì mình muốn thay đổi cái này á thì mình sẽ lướt qua bên phải này, lên những lọc cái này rồi cho nó nhìn ra rõ ha. Đây, mình lướt qua thì ví dụ mình đang chụp hình này quay phim gì đó, ví dụ chụp hình này quay phim này đó, mình lướt qua thêm một lần nữa đó thì mình có thể chỉnh được là Full HD hay là 2K 7 hay là 4K thì mình thích, ví dụ như Full HD thôi thì cái này mình có thể mình chỉnh được, còn ví dụ 60 frame đó, cái này thì mình chỉnh để mình đang lên mạng hay là mình quay về mình xem. Còn trường hợp ở nhà có đi 4K luôn thì mình có thể mình bấm mình chỉnh là 4K mình xem để mình lên TV mình coi cho nó sướng ha. Rồi ok, bây giờ cái nút này là nút quay. Còn nếu mà mình trường hợp ví dụ mình lỡ mình đụng cho nó ví dụ mình chỉnh nó đang bị sai góc đi đó, cái này đã đang chỉnh nó sai góc này thì mình bấm cái này 2 lần, 1, 2 này đó, thì nó sẽ trở về vị trí trung tâm cho mình. Còn bấm muốn tự quay mình bấm 3 lần đó, ok. Còn quay ra trước ngược lại thì cứ bấm 3 lần đó. Rồi còn nếu mà mình muốn xem lại thư viện mình có thể mình vuốt từ dưới lên trên. À, giúp từ trái qua phải chứ, đây, đó, mình xem là thư viện. Rồi, còn nếu mà mình khi mình lắp cái này vào á, thì cái này có chức năng gì? Thì cái này mình có thể mình chỉnh lên xuống á, là mình nhìn cái biểu tượng trên góc này. Nó có hình tròn ở giữa cái hình chữ nhật này á, thì mình sẽ chỉnh lên xuống. Này, mình gạt này, phải không? Lấy cái kiếm này nó đi không? Đó. Còn nếu mà trường hợp mình muốn zoom thì mình sẽ bấm cái nút này 2 lần. Để mình chuyển qua cái mod chỉnh lên xuống thành cái mod zoom. Bấm 2 lần này, đó. Ok, thì bây giờ nó sẽ có hình kính lúp. Rồi mình gạt tới thì nó sẽ zoom. Đó, mình muốn trở về cái hình tròn ở trong cái hình chữ nhật. Bấm 2 lần. Thì mình sẽ điều chỉnh lại được cái này. Đó, ok, còn cái mod chơi á, mod chơi thì mình bấm từng cái thì nó sẽ đang ở mod gì. Thì ở đây thì nó sẽ có vài mod chính thôi. Ví dụ như follow. Follow thì nó sẽ đi theo bộ lay của mình. Mình đưa nó đi đâu thì nó sẽ đi theo đó. Đó. Nhưng mà mình nghiêng không nghiêng nghe. Rồi mình bấm vào cái mod tiếp theo là cái mod tiêu lóc. Tiêu lóc thì nó chỉ xoay trái và xoay phải với mình thôi. Còn khi mà mình muốn hạ góc hay là lên đó thì nó vẫn luôn luôn nó nhìn ở phía trước cho mình. Thì thường mình đi xe thì mình hay dùng cái mod này. Còn ví dụ mình vô trong chùa mình quay gốc cây lên gì á thì mình sẽ dùng cái mod là follow. Rồi mình bấm cho bằng cái là mod FPV. FPV là mod nghiêng luôn, có nghĩa là mình quay tự do, mình nghiêng thì nó nghiêng theo này, hai mắt kia mình nghiêng không nghiêng theo nha, cái này thì nghiêng theo. Đó thì bây giờ mình sẽ có 3 mắt như vậy thôi.
Rồi ok, bây giờ mình thử cầm trải nghiệm đi ha.